everyone. Welcome to the lesson today, Unit 13, Films and Cinema, Language Focus. The lesson will focus on three main points. Firstly, assertive of attitude, in and ed. Secondly, it was not until that. Finally, articles a, an, or the. Bài học hôm nay chúng ta tập trung vào 3 điểm chính. Thứ nhất, tính từ chỉ thái độ. Thứ hai, cấu trúc it was not until that. Và cuối cùng, đó là mạo từ a, an, hay the. Mời các em xem và lắng nghe bài hát sau. To watching and listening to the song. Các em cảm thấy như thế nào sau khi xem và nghe bài hát này? The song is interesting, or I am interested in the song. Bài hát thú vị hay mình thích bài hát này? Interesting, and am interested in. Can you guess what the lesson is about? Các em có thể đoán bài học sẽ nói về điểm nào? Thứ nhất, assertive of attitude, tính từ chỉ thái độ. Trong tiếng Anh, chúng ta có một số động từ cộng với in hoặc ed tạo thành các tính từ assertive. For example, interest. Chúng ta có động từ interest. Có thể cộng thêm in hoặc ed tạo thành tính từ interesting or interested. Vậy khi nào chúng ta sử dụng tính từ ở dạng in, khi nào sử dụng ở dạng ed? Mời các em vào phần cách sử dụng usage. We can use an assertive ending with ing to talk about a thing or person that makes us have a feeling. Chúng ta có thể sử dụng tính từ kết thúc với ing để nói về một thứ hay người mà làm chúng ta có cảm giác nào đó. For example, he is a boring man. He makes her feel bored. Anh ấy là một người đàn ông tẻ nhạt. Anh ta làm cho cô ấy cảm thấy chán. The second example, her job is boring. The job makes her feel bored. Công việc của cô ấy thì nhàm chán, hay nói cách khác, công việc làm cho cô ta cảm thấy chán. We can use assertives ending with ed to describe people's feelings. For example, she is bored with her job. Cô ấy chán công việc của mình. Next example, she is bored with that man. Cô ấy cảm thấy chán người đàn ông đó. Các em thân mến, để giúp cho các em dễ làm dạng bài tập này, chúng ta hãy tham khảo một số tips mèo làm sao. Keywords. The first example, he is a boring man. Các em nhìn vào phía sau chúng ta có danh từ man. Vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng tính từ ở dạng in, boring. The second example, her job is boring. Chúng ta có phía trước, job. Danh từ chỉ vật, suy ra phía sau tính từ cũng ở dạng in, boring. Example 3. She is bored with her job. Câu này chúng ta có thể chú ý keyword she đề cập đến person, người. Vậy chúng ta dùng tính từ ở dạng ed, bored. Example 4. She is bored with that man. Chú ý chúng ta có giới từ with đi với tính từ bored. She is bored with that man. Now, xin mời các em vào phần thực hành. Use an assertive ending in or ed form of the verb in practice to complete its sentence. For example, the movie wasn't as good as we had expected. Bài tập này yêu cầu chúng ta sử dụng tính từ tận cùng là in hoặc ed của những động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu. Vậy câu ví dụ có động từ trong ngoặc là disappoint. Chúng ta có tình huống A, the movie was. Vậy nhìn vào từ khóa movie phía trước đề cập đến vật. Suy ra phía sau chúng ta sẽ sử dụng tính từ ở dạng disappointing in. Tình huống B, we were, khoảng trống with the movie. Nhìn vào câu này, phía trước chúng ta có từ khóa we, phía sau có giới từ with. Vậy chắc chắn ở đây
chúng ta sẽ sử dụng tính từ dạng ed, disappointed. Nào, các em bắt đầu vào câu số 1. It's been raining all day. I hate this weather. Động từ chúng ta có ở đây depressed. Tình huống ấy, the weather is khoảng trống. Và chúng ta sẽ điền vào tính từ ở đây là ở dạng in, depressing. Bởi vì mình có từ khóa phía trước weather đề cập đến vật. Tình huống be, this weather makes me khoảng trống. Và chúng ta sẽ điền vào hình thức tính từ ở đây là depressed. Vì phía trước mình có từ khóa me đề cập đến người. Now, number two. Astronomy is one of Tân's main interests. Động từ đề bài cho chúng ta đó là interest. Tình huống A, Tân is khoảng trống in astronomy. Vậy chúng ta sẽ điền vào hình thức tính từ. Ở đây là interested. Do phía trước có từ khóa Tân và giới từ in phía sau. Tình huống B, he finds astronomy very khoảng trống, chúng ta sẽ điền vào hình thức tính từ interesting. Bởi vì chúng ta có từ khóa lúc này là astronomy. Number 3. I turned off the television in the middle of the program. Và động từ được cho là bore. Tình huống ấy, the program was. Vậy chúng ta sẽ điền tính từ ở đây là boring. Do từ khóa của mình đó là program. Tình huống B, I was khoảng trống with the program. Vậy chúng ta có từ khóa I, preposition with. Suy ra mình sẽ điền tính từ bored ở dạng ed. Number 4. Lan is going to Singapore next month. She has never been there before. Động từ chúng ta có trong câu này excite. Tình huống A, Lan is really khoảng trống about going to Singapore. Các em thấy Lan giới từ about giúp chúng ta có thể điền excitative ở đây ở dạng excited ed. Tình huống B, it will be an khoảng trống experience for her. Chúng ta nhìn thấy it and experience là hai từ khóa đề cập đến vật. Vậy chúng ta có thể dùng tính từ ở dạng in, exciting. Number 5. Hương teaches more children is a hard job. Động từ được cho ở câu này là exhaust. Tình huống ấy, Hương often finds her job khoảng trống. Vậy chúng ta có keywords her job đề cập đến vật. Suy ra tính từ ở đây sẽ là exhausting. Tình huống B, at the end of the day's work, she is often khoảng trống. Vậy chúng ta thấy she ở đây đề cập đến người. Suy ra tính từ ở dạng ed, exhausted. Các em thân mến, bài học của chúng ta liên quan đến phim và điện ảnh. Vậy trước khi đến phần tiếp theo, chúng ta hãy điểm sơ qua về lịch sử của sự hình thành và phát triển ngành phim điện ảnh như sau. The history of cinema began in the early 19th century. Lịch sử của điện ảnh đã bắt đầu vào đầu thế kỷ thứ 19. By 1950, films were about 5 or 10 minutes long. Trước năm 1950, các bộ phim chỉ dài khoảng 5 đến 10 phút. In the early 1910s, the first long films appeared. Vào đầu những năm 1910, thì những bộ phim dài đầu tiên đã xuất hiện. It was not until 1915 that the cinema really became an industry. Mãi cho đến năm 1915 thì điện ảnh mới thực sự phát triển thành một ngành công nghiệp. Các em chú ý, cấu trúc it was not until cộng với một khoảng thời gian that và diễn tả ý nghĩa mãi cho đến khi cái gì đó bắt đầu thì. Mời các em tiến đến phần kế tiếp. Cách sử dụng của cấu trúc it was not until that. For example, the cinema did not become an industry until 1915. Vậy, trong tiếng Anh chúng ta có cấu trúc để diễn tả mãi cho đến thì như thế nào? Đó là it was not until, và chúng ta sẽ viết lại với câu phía sau until, sau đó cộng vào that, cộng với subject, và phía sau chúng ta sẽ cộng với verb 2 trong bảng động từ bất quy tắc, nếu học quy tắc chúng ta thêm ed.
Bây giờ mời các em xem cách sử dụng. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để làm gì? Now, look at the usage. To emphasize the time of the beginning of an action, an event, etc. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để nhấn mạnh thời gian bắt đầu của một hành động hay một sự kiện nào đó, vân vân. Now, let's move on to the practice. Mời các em tiến đến phần thực hành. Rewrite the following sentences. Number one, she didn't become a teacher until 1990. Vậy câu này chúng ta thấy phía trước didn't become, phía sau có until, khoảng thời gian. Vậy mình có câu viết lại tương đương, đó là it was not until cộng với khoảng thời gian 1990, thêm vào that và chúng ta viết lại với câu phía trước. Nhưng các em lưu ý ở đây didn't become, chúng ta có động từ become trở thành became, verb 2. Number 2, chúng ta có câu đề bài he didn't know how to swim until he was 30. Và câu viết lại đó là it was not until he was 30 that he knew how to swim. Cũng tương tự như câu số 1, chúng ta cũng viết it was not until và viết tiếp cái vế phía sau until, thêm vào that, kế tiếp động từ ở vế câu đầu chúng ta chia ở cột thứ hai hoặc verb ed. Number 3, they didn't begin to learn English until 1980. Và chúng ta có câu viết lại như sau. It was not until 1980 that they began to learn English. Vậy chúng ta cũng có động từ begin ở câu đầu sẽ được chuyển thành began, verb 2. Number 2, the boy didn't do his homework until his father came home. Chúng ta có câu viết lại như sau. It was not until his father came home that the boy did his homework. Vậy chúng ta có động từ do ở câu đề bài được chuyển thành did, verb 2. Giờ chúng ta có thể tiến đến phần tiếp theo. Look at the following dialogue. Nhìn vào bài đối thoại sau. A, that is a cat and that is a mouse. But who is Tom? Who is Jerry? B, the cat is Tom, the mouse is Jerry. A, what does Tom like? What does Jerry like? B, Tom likes a cake. But Jerry likes an apple. Nhìn vào bức tranh trên thì chúng ta thấy Tom thích một cái bánh và Jerry thích một quả táo. Vậy chúng ta thấy từ bài đối thoại này các em có thể đoán nội dung chúng ta sắp sửa học là gì? Can you guess what the lesson is about? Article, a, an, or the. Chúng ta học về các mẫu từ a, an hoặc the. Nào, mời các em nhìn vào cách sử dụng a, an, the. A, an. Chúng ta sử dụng a, an với danh từ số ít đếm được. Các em nhìn vào ví dụ bên trái. Tom likes a cake, but Cherry likes an apple. Và ở đây, chúng ta thấy cake được phát âm là phụ âm. Chính vì thế chúng ta dùng a. Apple, chúng ta phát âm nguyên âm. Vậy vậy, chúng ta dùng an. Trong khi đó, the có thể được sử dụng với những danh từ đếm được cả số ít và số nhiều. Các bạn nhìn vào, ví dụ, the lion roared. Hoặc the lions roared. Thứ hai, an được sử dụng trước một danh từ để cho thấy rằng cái gì đó chưa được đề cập đến. Ví dụ, that is a cat and that is a mouse. Lần đầu tiên nói đến đó là một con mèo và đó là một con chuột. Và ở đây chúng ta có an before now shows that what is referred to is not already known to the speaker, listener, writer, and or reader. Mời các em nhìn vào cột bên tay phải, the. Khi nào chúng ta sử dụng the? Đầu tiên, we can use the with singular and plural countable nouns. Chúng ta có thể sử dụng the với những danh từ đếm được số ít và số nhiều. For example, the lion roared or the lions roared. Thứ hai, the được sử dụng trước một danh từ cho thấy những điều gì đó đã được đề cập, đã biết đến. The before now shows that what is referred to is already known to the speaker, listener, writer, and or reader. For example, the cat is Tom, the mouse is Jerry. Lần đầu tiên, các em thấy người ấy nói that is a cat and that is a mouse. Nhưng khi đã biết, chúng ta thấy người B trả lời the cat is Tom, the mouse is Jerry. Ngoài ra, khi nói chúng ta sử dụng a trước một phụ âm. For example,
a car, a house, a horse. Nhưng chúng ta chú ý ở đây là có một số từ bắt đầu với ký tự nguyên âm trong văn viết nhưng lại có cách phát âm phụ âm. Ví dụ, chúng ta có a united, united. Và ở đây chúng ta có ký tự u, you đứng đầu nhưng phát âm là phụ âm, vì thế chúng ta dùng a. Thứ hai chúng ta có từ a university. Ở đây chúng ta cũng dùng a bởi vì cách phát âm là you. Thứ ba chúng ta có a one year old child. Và ở đây chúng ta cũng dùng a bởi vì cách phát âm là one. Mời các em nhìn vào cột bên tay phải. An. We use an before vowel sound. Chúng ta sử dụng an trước một nguyên âm. For example, an apple, an old house, an umbrella. Các em chú ý, ở đây một số từ có thể bắt đầu bằng một phụ âm khi viết nhưng lại có cách phát âm là nguyên âm. For example, an hour. Ở đây chúng ta nhìn vào ký tự H đứng ở đầu nhưng đó là silent H. Chính vì thế chúng ta nói là an hour. Thứ hai, chúng ta có cụm từ an MP3 player. Nhìn vào hình thức viết chúng ta có ký tự N đứng ở đầu nhưng cách phát âm giúp cho chúng ta chọn ở đây là an. Nào, mời các em tiến đến phần tiếp theo. Practice. Put a an order in the numbered blank. Ở đây yêu cầu chúng ta đặt mẫu từ a, an hoặc the vào những khoảng trống được đánh số. Phần thứ nhất. This morning I bought. Sáng nay tôi đã mua. Number one is a newspaper, một tờ báo. And number two, a magazine, một tạp chí. Lần đầu tiên mới nhắc đến, người nói chưa biết chúng ta dùng a. Number three, the newspaper is in my bag. Tờ báo trong cặp của tôi. But I don't know where I put the magazine. Các em thấy, lần thứ hai nhắc đến, chúng ta đã xác định, chúng ta biết đó là gì, cho nên chúng ta dùng mẫu từ the để xác định. Mà các em tiến đến phần thứ hai. I saw number five is an accident. Ở đây chúng ta phát âm từ accident. Bắt đầu chúng ta phát âm accident, nguyên âm, vì thế mình dùng an. Tôi đã thấy một tai nạn sáng nay. Number six. A car crashed into a tree. Một chiếc xe đã đụng vào một cái cây. Và lời đầu tiên được đề cập đến, chúng ta dùng a. Number 8. The car was badly damaged. Chúng ta thấy ở number 6, số 6, xuất hiện a car. Vậy đây, number 8, số 8, mình đã biết được đó là cái gì. Cho nên mình dùng the để xác định. Nào, sau khi các em đã xem phần trình bày, phần thực hành, bây giờ mình đến kiểm tra coi mình đã tiếp thu được những gì. Mời các em làm phần bài tập sau. Choose the best answer. Number one. The students all went to the circus yesterday. I heard it was really. Now, A. Amused. B. Amusing. C. Amused. D. Amusingly. The answer is. Các em có thể lấy giấy làm ra, sau đó mình kiểm tra đúng được bao nhiêu câu nhé. B. Amusing. Ở đây chúng ta để ý, ở phía trước mình có chủ ngữ it. Và ở đây đề cập đến vật, chúng ta dùng tính từ dạng in. Các em kiểm tra xem mình đúng câu nào. Number 2. You look nervous. The thunder makes me. A. Scary. B. Scared. C. Scaring. D. Scared. Now, the answer is D. Scared. Tại sao chúng ta lại chọn câu D? Các em nhìn vào câu đề bài. This thunder makes me. Tiếng sấm chớp này làm cho tôi. Và ở đây, me, tôi bị làm cho sợ. Chính vì thế chúng ta đề cập đến somebody. Vậy câu trả lời sẽ là scared. Number 3. It was not until midnight back home. A. Did John come? B. Had John come? C. That John had come? D. That John came. Ở đây, chúng ta coi câu trả lời cho câu chúc it was not until mình đã học. Sau, it was not until sẽ là câu nào? The answer is D. That John came. Là câu trả lời chính xác. Bởi vì sao? Với câu it was not until, chúng ta cộng với khoảng thời gian, một mốc thời gian,
và cộng thêm từ that. Sau that là chủ ngữ cộng với động từ verb 2 hoặc verb ed. Vậy câu này là câu trả lời thỏa đáng. Number 4. We better go. We've been here for hour. That was fastest hour I've ever spent. A. Under. B. Under. C. Under. D. Zero. Under. Câu này chúng ta sẽ trả lời là câu nào? Now the answer is under. Chúng ta kiểm tra lại xem. Vị trí thứ nhất, hour. Phía sau, từ hour. Hình thức viết bắt đầu ký tự H. Nhưng khi phát âm chúng ta, phát âm nguyên âm hour. Bởi vì đây là silent H, hát câm. Bởi vậy chúng ta sẽ dùng un. Phía sau, chúng ta đã xác định hour phía trước rồi. Lần thứ hai nhắc lại hour, chúng ta dùng the. Hoặc cách thứ hai chúng ta có thể nhìn vào fastest. Đó là hình thức so sánh nhất. Vậy chắc chắn chúng ta dùng the. Vậy câu B là câu chính xác. Now, look at the last sentence. Choose A, B, C or D to indicate the sentence which is closest in meaning to the original one. Câu này yêu cầu chúng ta chọn A, B, C hoặc D để cho thấy câu nào có gần nghĩa với câu gốc nhất. Đây là hình thức viết chúng ta có thể làm ở dạng trắc nghiệm. Number 5, đề bài cho chúng ta. I didn't know how to play the guitar until I was 15. Vậy nếu viết lại, chúng ta sẽ viết như thế nào? Now, the answer is it was not until I was 15 that I knew how to play the guitar. Okay, vậy ở đây chúng ta viết lại cấu trúc it was not until cộng với câu phía sau until I was 15, thêm vào từ that và viết lại với câu phía trước. Nhưng các em nhớ, chúng ta phải chuyển động từ sang cột thứ hai nếu bất quy tắc và động từ thêm ed nếu học quy tắc. Vậy chỉ có câu A thỏa mãn điều kiện chúng ta đã học. Rồi, các em xem mình đã tích lũy được kiến thức và làm đúng được bao nhiêu câu. Tự chúng ta tích lũy dần kiến thức không chỉ để trả lời các câu hỏi trong bài, mà chúng ta tích lũy kiến thức để mở ra cánh cửa tương lai. We store the knowledge to open the future. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye. See you later.